JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Minh Số. Vâng, hôm nay anh Ngô Trà Neo. Vâng, tên anh khá là tây đấy ạ. Anh Ngô Trà Neo đấy ạ. Vâng, anh số điện thoại 0967 407 460 ạ. Vâng, anh có xem kênh YouTube và anh đặt cho mình 22 súp Bose AM 1200 đen nano ạ. Vâng, bên em tặng anh dây kết nối với âm ly. Vâng, em thay mặt công ty JK Audio Số thì cảm ơn anh Trà Neo nhé, tên anh khá đặc biệt. Vâng, thì đây là hai súp Bose bên em cũng vừa lấy ở thùng ra đấy ạ. Đây, hai thùng của anh đang được ngồi ở đây và em đã bỏ sẵn ra để em test cho anh trực tiếp hai con này và ổn định thì bắt đầu bên em mới gửi. Vâng, em đang thử đấy ạ. Vâng, em đang kết nối với cái van cơ gia KML MX và cái đẩy Kiso 750 ạ. Vâng, và đô la BMW 8580. Vâng, anh nhìn này, nó đánh này. Đấy, anh rung luôn ạ. Anh lực ra rất là mạnh đấy ạ. Thôi rất là mạnh. Vâng, không nghe bỏ cái này không nó kêu đấy ạ. Vâng, cầm súp anh đang hoạt động anh nhá. Đây, em tắt súp đi này. Đấy ạ, nhà không có súp đấy ạ. Vâng, nghe rất là khô. Vâng, em bật súp của anh lên. Đấy, rất là chắc. Mới dùng ít công lực rồi ạ. Vâng, chuẩn bị em test cái súp bên kia nữa. Vâng, cái súp này bên của anh ổn định thì bên em có dán tem bảo hành của công ty JK Audio Âm Thanh Số nhá. Lấy cho anh 1 năm sản phẩm này ạ. Các bác khách hàng yên tâm nhá, bên em bảo hành rất là tốt. Nhưng hầu như là không bao giờ phải bảo hành đâu ạ, vì hàng rất là chất lượng. Các bác dùng vô tư 10 năm không hỏng ạ. Rồi bây giờ em bật cái súp bên cạnh đi ạ. Anh lấy hai cục luôn. Đèn nano rất là đẹp. Anh Trà Neo nhá, cái súp bên cạnh bên em cũng test luôn đấy ạ. Vâng, và anh cực kỳ mạnh đấy ạ. Đây, anh nhìn cái dây bóng đấy ạ. Và anh rất là khủng khiếp. Vâng, em bỏ lên không nó lại tạch tạch của tiếng cái bóng ạ. Không, anh lại bảo là chầm em lỗi. Vâng, hiện tại em đang thử đấy ạ. Vâng, và anh rất là lực, em tắt đi này. Vâng, đang chạy trực tiếp luôn ạ. Vâng, nhà không có súp đấy ạ. Vâng, em bật súp của anh lên này. Đấy ạ. Và anh rất lực. Đấy, rất là ấm và dày, sâu. Rất là dễ chịu. Vâng, hai cái cục súp này mà bày trong gia đình thì cực kỳ là nổi. Đen nano, rất là đẹp, bóng luôn ạ. Vâng, hiện tại hai cái súp này, súp Bose 1200 đen nano của anh Trà Neo hoạt động rất tốt anh nhá. Vâng, giờ đây em xin phép là bỏ ra và cho nhân viên đóng thùng gửi hàng, đóng thùng gửi cho anh rất là cẩn thận, bọc lót cũng rất là kỹ. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Ngô Trà Neo, vâng, anh ở Hậu Giang đấy ạ. Vâng, một năm chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào anh Trà Neo nhé.